Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình đi thử nhận may tham gia một chương trình airdrop nhận 1.000 token Monet đến từ dự án CoinMarketCap các bạn. Thì đây là một dự án random. Thì để tham gia hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap các bạn. Sau khi có tài khoản trên CoinMarketCap xong thì các bạn vào cái link sự kiện các bạn. Và bấm vào join airdrop nè. Chương trình airdrop này còn 3 ngày nữa anh các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm up to wallet nè. Rồi, nhiệm vụ thứ hai các bạn join vào kênh Telegram channel luôn nè. Rồi. Mình đã join airdrop nó gọi thì tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Lâu lâu thử dẫn may có được may mắn không các bạn? Đôi lúc trên CoinMarketCap các bạn nào mà vô những cái kèo trên CoinMarketCap thì chúng ăn đậm nha các bạn. Còn chúng thì thôi. Thì mình đã theo dõi rồi các bạn. Bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi các bạn. Follow. Và request tăng 3 người bạn. Trên tờ Twitter nó thì bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chắc chắn cho tờ tweet nè. Tăng 3 người bạn vào ngày đầu tiên các bạn. Rồi, các bạn bắt up lên các bạn. Rồi, xuống đây thì Reweet bot nè. Reweet bot cái bài này mới được cái đúng nè các bạn. Rồi, các bạn like đi, các bạn chỉ chẳng tweet chứ cái bài này đi các bạn. Sorry nha các bạn. Vì mình cũng gấp quá. Không xem kỹ. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ Polygon Matic nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ trên với MetaMask tích hợp mạng Polygon Matic vào các bạn. Các bạn chờ xíu nha, với Matic nè, các bạn bấm nhận nè. Hoặc các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên với chocolate MetaMask các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi tiếp tục thì username tại Twitter. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram. Tiếp tục thì bạn gửi lên link retweet bot nè. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp cho ba anh cùng nhấp cho một hồ sơ nè. Tại tweet cho trả lời bài nào ta. Very good. Rồi các bạn chia sẻ cái bài đầu tiên nha các bạn. Cái bài các bạn đã tại tweet nè. Rồi bạn sao chép nè. Twitter, tweet khơ 2-3 lần phát, tweet luôn cái báo. Tôi cần không phong phối luôn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi bạn bấm cho này drop. Vậy là xong các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop. Random nhận 1.000 token có kỳ hiệu là Monet đến đây kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.